Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh hai vợ chồng mình. Cả nhà ơi, sáng hôm nay hai vợ chồng mình mời cả nhà cùng vào bếp và làm một cái món ăn sáng, mà món ăn vặt nha cả nhà. Cái món rất là đơn giản luôn, làm rất là nhanh luôn á. Món gì em giới thiệu đi chứ anh cũng không muốn canh cái món này. Nói chung là cái món đó có xúc xích nè, có phô mai, bánh mì sandwich nữa. Hôm nay thì mình mời cả nhà cùng vào bếp và làm cái món bánh mì sandwich cuộn phô mai xúc xích nha. Cuộn xúc xích phô mai chứ. Xong rồi đem mình nhúng với lại trứng sữa. Mình chiên lên. Đúng rồi. Mình nghĩ là mình thì cũng chưa ăn cái món này, nhưng mà mình thấy cũng khá là ngon đó cả nhà ơi, cho nên là hôm nay mình làm thử buổi sáng cho anh Phan ăn coi như thế nào nha. Thôi không chần chờ nữa, chờ mời cả nhà cùng vào bếp với hai vợ chồng mình. Nguyên liệu thì ở đây mình đã chuẩn bị xong rồi nè cả nhà. Đây là mình có 13 cây xúc xích nha. Bên đây thì mình có là một bịch phô mai miếng nè. Ở đây thì mình có một bịch bánh mì này, gọi là bánh mì sandwich ha anh. Bánh mì sandwich. Bánh mì sandwich. Một hồi mình sẽ cắt, mình lấy cái lõi giữa nha cả nhà. Và ở đây mình có thêm là một bịch sữa tươi không đường và hai quả trứng nha. Để một hồi mình áo ở ngoài cái phần bánh mì này để mình chiên. Giờ phần xúc xích này thì mình sẽ đem mình chiên sơ qua, rồi mình bắt đầu mình mới quấn vô bánh mì. Giờ mình sẽ chiên bằng chảo không dính nha. Dầu vô, mình chiên sơ thôi. Dầu cũng hơi nóng rồi, mình sẽ cho xúc xích vô. Mình chiên dầu hơi ấm, mình chiên nha. Sợ dầu nóng quá mình bỏ vô cái nó bị tét cái da của cây xúc xích. Xúc xích mình chiên nó cũng áo sơ nè, mình lấy ra nha. Để thôi một hồi nó tét cái da, tại vì hồi mình còn chiên một lần nữa. Xúc xích mình cũng đã chiên xong rồi, giờ mình sẽ đi làm tới phần bánh mì. Bánh mì hiện giờ mình sẽ cắt, mình bỏ cái viền bên ngoài, mình lấy cái phần ở trong thôi. Làm một món mới cho anh ăn sáng, thử cái xem sao. Đây cũng là lạ đó, món của những đứa trẻ. Đứa bự cũng ăn được. Cắt cho nó đứt. Đó, mình lấy cái phần lõi giữa thôi cả nhà ơi. Cắt xong rồi giờ mình sẽ cán cho nó mỏng ra. Để ngồi mình quấn cái cây xúc xích vô. Mình ép cho nó dính lại có độ dai. Rồi cán xong mình sẽ để qua một bên nha, hoặc mình sẽ cuốn một lượt luôn. Đây mình có chuẩn bị cái mâm nè, cho qua đây. Rồi miếng tiếp theo thì mình cũng sẽ làm như vậy, và mình làm đến hết bịch luôn nha cả nhà. Đây, bánh mì mình cũng đã cán xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt tay vô mình làm nha. Ở đây thì mình phô mai nè. Giờ mình sẽ lấy ra. Đó, mình cho xuống miếng bánh mì. Cho vào giữa. Wow, béo dữ à anh. Thử xem sao anh chưa ăn món này. Cho vô một cây xúc xích. Em mới học được đó. Cái món này kêu món gì em? Bánh mì ôm xúc xích. Wow. Nó to quá. Miếng bánh mì nhỏ quá hả? Ý. Dưa. Bánh mì hơi nhỏ sao? Vậy em phải cán nữa. Nó vừa tròn. À, nó vừa chạm mí đây. Đó, cây đầu tiên mình đã cuộn xong rồi nè cả nhà ơi. Nó trùng quay luôn, bên trong là xúc xích, phô mai. Một hồi thì mình sẽ lăn qua một lớp trứng sữa. Rồi bắt đầu thì mình mới chiên nha. Rồi mình để qua đây luôn. Wow, nhìn nó tròn quay, nhìn đã quá cả nhà ơi. Miếng tiếp theo mình cũng sẽ làm giống như vậy. Phô mai mình rất là béo luôn nè. Này hồi mình chiên cái nó sẽ chảy ra nha. Để vô một cái xúc xích. Cuốn lại. À,
cây thứ hai mình cũng đã cuốn xong, tròn ẩm đảo quá, nó vừa giáp mí luôn nè cả nhà. Rồi mình cũng sẽ để chung qua đây và mình làm những miếng còn lại tương tự như vậy luôn. Đây cả nhà ơi, cuối cùng thì mình cũng đã làm xong phần xúc xích rồi nè. Giờ mình sẽ đem đi lăn trứng với sữa để mình chiên nha. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái tô thật là to nè. Giờ mình sẽ đập trứng vô. Mình lấy cái tô bự đặng hồi mình dễ nhúng cả nhà. Xong mình sẽ cho vô đây khoảng 30ml sữa, cho ít thôi. Xong mình sẽ đánh đều lên, mình sẽ không nêm vô đây cái gì nha, để hồi mình ăn mình còn chấm nữa, cho nên là mình để trứng với sữa thôi. Mình sẽ sử dụng cái chảo chiên xúc xích nãy để mình chiên. Bây giờ mình sẽ lăn qua một lớp trứng sữa. Cái gà nó bị khè. Đau đảo anh ơi. Nào chiên lên xem sao. Sao mình sẽ bỏ vô. Sao đây? Không ổn mà áp không? Ổn không? Không biết nữa. Thử chứ cái hay là chiên luôn? Chiên thử trước cái rồi. Cái này nó cũng rất là mau chín tại vì trứng với sữa nè. Điều gần nó rút dầu không em, cho lửa lớn lớn lên nha. Không rút đâu. Có một lần mình làm bánh mì này nè, mình kẹp với cái gì anh? Sô-cô-la. Cái ruột sô-cô-la ở trong Ở ngoài mình cũng áo trứng này nè, nó đâu có rút dầu đâu. Đúng không? Ừ. Wow, thành công rồi nè anh ơi. Vàng tươi đẹp quá. Nhìn đã chưa? Bây giờ mình sẽ lấy ra nha, phô mai thì nó cũng chảy ra rồi. Ủa, nó nhiễu xuống kìa. Mình sẽ cho qua một cái mâm ở đây, mình có để giấy hấm dầu nè. Wow, nhìn rất là đã luôn, cái này chắc là không có hút dầu đâu anh. Ngon rồi đó, nhìn hấp dẫn, giống cái cuộn gì, chả giò. Cái đầu tiên thì cũng đã thành công mỹ mãn, bây giờ tiếp tục cứ vậy mình sẽ chiên đến hết luôn. Lăn qua một lớp sữa trứng, cho nó nhiễu hết đi, rồi cho vô. Wow. Giờ thì mình sẽ chiên đầy chảo luôn nha. Nó to quá. Đây, cây thứ hai cũng đã vàng. Cho ra đây. Và ok cả nhà ơi, cuối cùng thì hai vợ chồng mình cũng đã làm xong cái món xúc xích cuộn phô mai ủa lộn phô mai xúc sandwich, bánh mì sandwich cuộn phô mai xúc xích. Cái món nhiều thứ quá. Cái gì vậy? Cái bông gì á. Ở đây thì mình ăn kèm với là tương ớt với tương mayonnaise nha. Thơm quá. Thôi mà cả nhà đi nè. Đây có những có hai cái mình cắt ra nè cả nhà. Nhìn ở trong nữa. Nó tan chảy luôn. Hai vợ chồng mình hôm nay không uống nước ngọt nha cả nhà. Uống nước dừa. Uống nước dừa cho nó mát. Thôi vô anh. Vô cho bự ghê ha. Vô. Hai ba. Vô. Mời cả nhà nha. Qua làm miếng là mà thấy mát liền rồi đó. Ăn đồ chiên thì phải uống đồ mát hả? Dở lại. Vô. Bắt đầu ha. Mình ăn nguyên một cọng luôn. Thử xem sao. Mời cả nhà nha. Có nó mềm quá nè em. Nó mềm, nó không có bút dầu đâu anh. Mình chấm một miếng mayonnaise và tương ớt. Mời cả nhà. Không có bút dầu. Đúng rồi. Hay hơn. Tại vì em nhúng cái trứng của bạn. Dầu nó qua được.
ăn sáng như thế này thì còn gì bằng nữa. Cái món này là mấy em nhỏ rất thích đây. Được không anh? Được, em cầm nha em. Nó vừa có xúc xích mà nó vừa béo béo của phô mai nữa. Nó cho xúc xích mình chiên hai lần á. Nhưng mà chiên dừa chín ha. Em làm cái xong em mới nghĩ mình không cần chiên một lần trước cũng được luôn á. Tại vì mình bỏ cái này vô mình chiên cũng lâu nè, là nó cũng chín luôn á. Sợ nó không chín, nó làm như cái kỹ. Mình làm gì cho nó kỹ, cho nó yên tâm nha cả nhà. Món này quá là đơn giản luôn. Ngon lắm nha. Mà lại ngon nữa. Hoàn toàn không một miếng dầu. Mới là hai chồng mình định là đem đi nướng. Sợ chiên rút dầu. Cái nhớ lần trước mình có làm một lần rồi phải không? Là chiên bánh mì nhúng với trứng sữa một lần rồi. Mà kẹp với sô-cô-la ở trong. Sô-cô-la ở trong. Chiên nó không bị rút dầu. Nó hơi phô mai nó béo. Hay. Người Việt mình nghĩ nhiều món ăn vặt hay quá ha. Em sẽ học được nhiều món nữa là anh làm ta nha. Em sẽ học anh nhiều món ngon ăn vặt, ăn sau này làm cho con mình nha. Khỏi mua hả? Đảo quá. Sật sữa. Chứ rất là béo luôn đó nha. Gió bữa nay như là ba bữa anh em. Gió ào ào gì? Gió liên tiếp vậy nè cho nên nước mặn nó dễ lên lắm. Những ai ở Bến Tre thì sẽ biết nha. Chứ trên anh em thấy đâu có gió lắm đâu. Trên nước mặn có lần tới đó. Sao đó? Có một năm mà hạn luôn á. Năm bão mặn á. Tên gọi nó bị không? Có, nó bị ở rìu ngoài thôi, cái trong sông ở ngoài, còn trong anh không vô được. Như có năm nước cung sơn cũng mặn luôn hay gì á. Mặn hết luôn, trời lỡ. Hôm đó mình uống nước đóng chai cũng bị mặn. Thiệt ai nói nước đóng chai nước suối chứ không phải đâu. Nước lạo nước cung sơn mà người ta lạo qua một đúng cái rồi. Máy nữa. Công ty dưới sông lên nữa. Người ta lắm, ta có máy diệt khuẩn gì đi cực tím gì đó. Một cây cũng ngon luôn ta. Anh Khoa mà anh ăn một cây mà anh ảnh phát anh dưới dần dần ăn mấy cái em cắt nguyên nửa rồi thêm cái nửa cây nữa coi phô mai trong cái chảy ra này thì mới ngon quá. Tại vì nếu mà mình chiên một cái xúc xích không á thì một người mình có thể ăn từ 2 đến 3 cây, nhưng mà một mình mà ăn cái này rồi thêm một miếng phô mai nữa cả nhà, rồi thêm một miếng bánh mì nữa. Bánh mì thấy nó dẹp lép vậy chứ là nguyên miếng cán ép rồi mà. Tại vì miếng bánh mì mình cán cho nên nó mỏng vậy thôi chứ một miếng luôn á. Đã đã. Hoàn toàn không còn miếng dầu ha. Sáng như thế này thì còn gì bằng nữa cả nhà ơi. Nặng tối được luôn á. Chỉ như ăn gì? Chiều hay đi công viên đồ chơi á. Mà như cái này thì ta có bán không em? Anh ít thấy bán này không? Không thấy, không biết nè. Nè anh, để đây nè anh. Để đây đi, nó trong tầm quá. 2 cây rồi, có 1 cây rưỡi. Vô. Đây là có buồn vừa định mệnh quá nè. Bật mí cho cả nhà biết. Mình hái con trái à. Mình giật con trái đó xong rồi đó. Nguyên cái buồn á, cái đùa xuống nó gãy, có cái đùng xuống mương luôn. Như mùa này cái nhà vừa như nó hay là tẻ cái cây đó, có không biết nó bị bở cuốn. Nó quá sai đi. Trái bự như vậy không nè, 10 mấy trái mà nó vụt khỏi cái bè nó xịt cái rớt luôn ngọt sớt luôn. Mình giật đúng con trái rớt nguyên buồn luôn thành. Mà ra là bây giờ uống nước dừa đã luôn. Giật một lần uống luôn khỏi khỏi phải giật nhiều lần. Cái phô mai này em cắt ra cái nó đông lại nè anh. Nhưng mà vẫn còn mềm. Nó tâm thì nó rất mềm. Ở nhà có thể thay thế bằng phô mai tan chảy nha, phô mai chiếu sợi á. Phô mai nó cũng ngon nữa. Chiên lên ngon hơn nữa. Để suy nghĩ. 1 cây nữa thôi.
mới sáng thức dậy làm cái này ăn xong rồi cái chị buồn ngủ tới nữa rồi. Cái ngủ thức dậy cái ăn tới ngủ nữa hết ngày không làm gì được. Mà mình đảm bảo luôn là ai cũng vậy. Ăn vô rồi là sẽ buồn ngủ. Ta kêu là phòng giải thích gì đó, nói chung là chức năng của mình nó phải điều phối giống cái bụng hết rồi. Căng da bụng là phải trùng da mắt, cho nên là ăn rồi phải ngủ. Em đi ngủ là anh không được la em. Đây thì đó là quy luật tự nhiên rồi. Rồi ăn rồi ngủ đi. Người thức dậy có ăn nữa à? Biết rồi ăn gì biết không? Ăn cây á. Đất. Có đất đâu, ăn cũng mừng. Tại đâu có anh già mà có đất ăn cũng mừng rồi nha. Tại đâu có làm đâu rồi có ăn. Thường người ta nói hồi đó ông bà mình rất câu á, mày không lo làm á là hả cặp đất ăn. Giờ mình thấy hả đất á hả nó lên nó như diều gặp gió vậy, giá đất á hả còn hơn giá vàng. Đất đầu cạp hả? Bởi vậy mình nghĩ đất cái đầu cạp. Thì nó câu gì nữa anh, đất chậu chim vậy anh. Cục đất chậu chim không mình có. Đất chậu chim mà. Nghèo mà cục đất chỗ chim không có. Thì lụm cái đó là được. Cái đó thì mình nhiều khi mình suy nghĩ. Nói chứ mình đi lụm nhà hàng xóm mình chọi có một cục thì chắc không có sao đâu. Bởi em hay sống trái quy luật. Mình hay sống trái lại quy luật. Cái ý nghĩa người ta vậy hai đứa sửa rồi. Mắc cười lắm nha. Không biết cái nhà đây những ông bà cô chú lớn tuổi như anh chị lớn thì có thể là chắc chắn sẽ biết. Còn mấy em nhỏ hơn thì mình không biết là biết cái con này không. Người ta gọi là con hóc cổ á. Tên gọi khác của nó là gì anh? Cũng gọi là hóc cổ. Nó là con hóc cổ á cả nhà. Cái thì nó cái con mà nó bay nó chụp nó dính cái gần cổ mẹ hả là nó bu á hả? Là hả nó bu chết luôn á, là hở không được là chết. Đúng luôn á. Nó bóp giống như bóp cổ vậy không? Trời ơi sợ dữ lắm, sợ thấy cái con nó sợ dữ lắm cả nhà ơi. Giờ lớn lên cái mình suy nghĩ. Ủa nó bu vô nó không bu mình lấy đồ mình cắt tay cắt chân. Đúng không? Nhưng mà em suy nghĩ đúng không? Nhưng mà anh nghĩ là nhiều người sợ con đó lắm. Tới bây giờ anh nhìn con đó cảm giác mình cũng ấn ớn gì không? Mình sợ nhưng mà mình không có sợ cái mình không. Mình sợ nó không dám đụng nó. Tại vì nó trơn trơn mình không dám đụng nó thôi. Chứ cần nói cái vụ mà nó bu vô cái cần cỏ mà nó xiết chết mình là không tin. Chuyện nó mình không tin nữa. Hồi đó nhớ hoài trong nhà tắm có con đu đó rồi giờ đâu dám vô tắm lấy nước tạt. Nó nhảy đi rồi nó nhảy xong mình cũng chạy luôn. Con đó nó hay ở quê mình hay vô nhà tắm vô chỗ ẩm ướt á nó ở. Hay tên miệng lu, miệng lơn. Mình ăn một cây rưỡi rồi cả nhà ơi. Mà ăn muốn hết nổi rồi. Ăn 2 cây rưỡi một lần. Em ăn nữa đâu quá. Em còn lại cái phần này thì mình sẽ đem cho những cái bé nhà mình ha. Những em bé của mình giờ đi học rồi nó không có nhà cái nhà. Mình sẽ để cho nó, khi nào nó đi học về thì nó sẽ ăn nha. Còn cái phần xúc xích mà có phô mai này là cha mẹ mình là không có ăn. Cha mẹ mình hồi đó giờ xúc xích không á thì mẹ có ăn. Cha thì ít ăn lắm, còn cái phần phô mai mà béo béo á là mẹ mình là không bao giờ đụng tới luôn. Mẹ như là không uống sữa. Uống sữa là mẹ mình không uống nè. Rồi những cái mà giống như sữa chua không? Nói chung là những cái mà liên quan tới sữa và những cái béo béo thì mẹ mình không có ăn. Vô. Dính gần quá. Cái phô mai nó dính gần. Quá dính gần. Quá wow, đã quá anh ơi. Quá hơi no. Thôi thiệt đi ngủ thiệt là buồn ngủ rồi nè. Thôi hai vợ chồng mình cũng ăn xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hay vợ mình ngày hôm nay nha. Mong cả nhà ủng hộ kênh hay chồng mình trong những video tới. Một món ăn quá là đơn giản luôn cả nhà ơi. Cái này mà làm cho cả nhà ăn sáng và đặc biệt là nhà có những em bé nha. Thì làm ăn rất là ngon luôn. Cả nhà hãy thử đi nha. Còn bây giờ thì hai vợ chồng mình xin kết thúc tại đây. Mong cả nhà luôn ủng hộ và yêu quý hai vợ chồng mình nha. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai chồng mình có động lực ra thật nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Còn bây giờ bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.